kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mấy anh chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường này là đường An Phước An Ngãi nha, thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Nói chung cái đường mình cách quốc lộ 55 mà tầm gần 100m nha quý anh chị. Đó, đường thông tứ hướng hết nha. Nói chung mặt tiền này là mình kinh doanh buôn bán là vô tư luôn nha quý anh chị. Đó, hôm nay em có một cái sản phẩm là một căn nhà. Đó, một căn nhà khá là đẹp luôn. Đó, nhưng mà cũng giá cũng còn rất là mềm nha quý anh chị, rất là rẻ luôn. Đó, đây là đối diện nhà mình nè. Đó, bây giờ em quay sơ phía ngoài cho quý anh chị xem nha. Đó, mặt tiền này là nói chung là đường nhựa này là hơn 10m cho quý anh chị. Đó, em xin nói là cái diện tích của căn nhà mình là ngang 10m, sâu vô là 27, một cạnh 28. Đó, tí này em sẽ quay cái sổ rồi quay vị trí ở đây cho quý anh chị xem nha. Đó, đây là em bước vô cái sân nè, sân nhà mình nè. Đó, nói chung là sân nhà mình là cũng có mấy cái cây ăn trái nha quý anh chị, cây dừa nè, cây sori rồi cây xoài, cây cóc, cây ổi nha. Đó, ở phía trước mình có cái sân rất rộng rãi, ô tô đậu được vài chiếc luôn nha quý anh chị. Đó, nói chung nhà này là chủ đang cần tiền nên là bán giá còn rất là mềm luôn. Em đảm bảo quý anh chị xem hết video là nghe cái giá là giật mình luôn. Đó, có cây xoài nè quý anh chị. Đó, phía trước là cái sân của mình nha. Đó, rồi nói chung là nhà chủ nhà bán là để hết nội thất lại nha quý anh chị. Đó, nói chung là em vào vấn đề chính là cái diện tích của nhà mình là mặt tiền á, là ngang là 10m72 nha. Đó, sâu vô là một cạnh 28, một cạnh 27 nha quý anh chị. Đó, tổng diện tích căn nhà mình là 290m2. Đó, có 110 thổ cư rồi nha quý anh chị. Đó, em nói lại là tổng diện tích căn nhà của mình là 290m2. Đó, có 110 thổ cư rồi nha. Đó, 110 thổ cư rồi nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thiện chí căn nhà này kinh doanh buôn bán thì alo cho em nha, 0906779152. Căn nhà của mình là nằm thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đó, căn nhà nói chung là chủ là để hết nội thất lại nha. Đó, hiện tại căn nhà là có 2 phòng ngủ. Đó, có 2 cái phòng khách luôn. Đó, để em quay hết cho quý anh chị xem nha. Căn nhà này em thấy rất là đẹp, nói chung là rất là rẻ luôn. Mặt tiền đường nhựa này mà giá cũng rất là rẻ luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha, 0906779152. Giá chủ đưa ra căn nhà này á, là chỉ có 3.450 thôi nha quý anh chị. Đó, 3.450 triệu. Đó, quý anh chị nào thiện chí là chủ bất lập cho quý anh chị nha. Đó, nói chung nhà này thì có 2 phòng ngủ cho quý anh chị. Đó, toilet vườn phía sau, nói chung vườn rộng lắm quý anh chị. Đó, đầy đủ luôn, đầy đủ nội thất luôn. Đó, nói chung toilet rồi phòng ăn, phòng tắm đầy đủ hết cho quý anh chị, nên là em quay sơ sơ thôi. Đó, quý anh chị nào về đây là rất là thoáng mát nha quý anh chị. Đó, tới này em sẽ quay cái sổ rồi quay sơ đồ vị trí cho quý anh chị xem nha. Rồi em nói là cái giá là chủ đưa ra chỉ có 3.450 triệu thôi nha quý anh chị. 3.450 triệu. Đó, 10m mặt tiền đường nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thiện chí căn nhà này thì em dắt alo, em dắt gặp trực tiếp chủ luôn nha. Đó, gặp trực tiếp chủ quý anh chị làm luôn, chứ quý anh chị không lo về giá cả nha, tại vì giá chủ đưa ra. Đó, đó rồi. Đó, em sẽ quay sơ rồi em sẽ quay cái sổ với vị trí ở đây cho quý anh chị xem nha. Đây, cái sổ mình đây nha quý anh chị. Thửa đất là 131 này, tờ bản đồ số 23. Đó, địa chỉ là xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Tổng diện tích là 290,5m2 nha quý anh chị. Đó, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 50. Đó, nhưng mà người ta đã lên là 110 thổ cư rồi nha quý anh chị. Cái tờ bên kia nha, nói chung là em bao cho khách là 110 thổ cư rồi nha. Nói chung là chủ đã lên 10 thổ cư rồi, đất mình rất là vuông vức rồi. Sao nó mờ quá ta. Đây, đất mình rất vuông vức, mặt tiền nhựa này nó mờ quá. Đây, mặt tiền nhựa nó quý anh chị. Đó, ngang hơn 10m này, sâu là 27 nha. Đó, một cạnh 27, một cạnh 28. Rồi, quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha, 0906779152 nha. Rồi em quay sơ đồ ở đây cho quý anh chị xem nha. Đây là cái nhà của mình nha quý anh chị, nằm ngay đây nha. Đó, cái nhà mình nằm ngay đây cho quý anh chị, mặt tiền đường này luôn nha. Đó, nói chung cái đường này em nói quý anh chị là kinh doanh buôn bán là ok luôn, nhưng mà giá còn rất là mềm nha. Đó, đây ra đây là quốc lộ 55 nè. Đó, đường này đường quốc lộ 55 nha. Đó, quý anh chị thấy không?
đây về đây Tâm Phước nè, mình thuộc An Ngãi nha. Đó, đây trên này Long Điền nè, thị trấn Long Điền quý vị. Đó, cách công an huyện Long Điền tầm chưa tới một cây số thôi nha quý anh chị. Đó, mình trung tâm luôn. Đó. Quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha. Đó, lô đất mình nằm ngay đây, trung tâm thị trấn Long Điền luôn. Mình là thuộc xã An Nhất cho quý anh chị. Đó, về biển cũng gần nha. Đó, về biển đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc rồi các thứ tầm 7-8 cây thôi. Đó, nói chung là cái nhà này là rất tiềm năng luôn, em thấy rất tiềm năng luôn. Quý anh chị gọi liền cho em nha. Đó, về thành phố Bà Rịa này, cách thành phố Bà Rịa tầm 4 cây nha quý anh chị. Đó, quý anh chị gọi liền cho em nha, 0906 779 152. Dạ rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.